Hôm nay tôi sẽ dạy cho chị Dung nói tiếng Việt, tại vì chị này là giáo sư ở bên nước ngoài về share tiếp cho mấy chị em phụ nữ là để làm chị sao mà phụ nữ phải giữ chồng. Rồi, action. Hôm nay má phụ nữ ngồi kiểu này không được. Phụ nữ xin lỗi. Tin lại Han là đít phụ nữ. Hôm nay chị dạy cho các em phụ nữ là cái mặt mơ màng, phụ nữ là để phải biết để giỏi giang mà quan trọng nhất phải có sức khỏe. Nhà má hỏi khúc này là chồng đạp, cái khúc này là chồng đạp nó. Phải có sức khỏe và lực đen. Tao chết rồi, nghĩ đi, bỏ qua clip này.